Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công điện gửi các tỉnh, thành phố miền Trung, trong đó có Đà Nẵng, về việc khẩn trương tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt, úng, đề phòng ảnh hưởng của mưa lớn ở khu vực Trung Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 18 tháng 10, ở khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến tại Đà Nẵng từ 200 đến 400mm, có nơi trên 500mm. Vì vậy, Tổng cục Thủy lợi đề nghị các địa phương tiếp tục phòng chống ngập lụt, úng và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, khẩn trương thực hiện kiểm tra, cập nhật danh mục công trình thủy lợi trọng điểm cần lưu ý về an toàn và phương án ứng phó sự cố, bố trí đủ lực lượng thường trực, vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý khi có tình huống mất an toàn xảy ra. Không được tích nước nếu hồ không đảm bảo an toàn, khẩn trương hạ thấp mực nước hồ xuống mức chủ động đón lũ, hạn chế xả lũ với lưu lượng lớn trong thời gian mưa lớn, làm gia tăng ngập lụt vùng hạ du. Thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình. Bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình và tích được lượng nước cao nhất phục vụ sản xuất, dân sinh cho mùa khô tới. Tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa lũ.